Xin chào, chúng mình là tin tức mới, kênh cập nhật thông tin hấp dẫn nhất trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với bản tin ngày hôm nay. Đỗ Khánh Vân là một trong những sao Việt đã bị lập group Antifan với gần 52.000 thành viên. Được biết, người đứng sau group này là họ hàng của Khánh Vân. Trước đó, trả lời cho một bài phỏng vấn, cô nàng Trà Long trong mắt biếc đã khóc và chia sẻ rằng cô và gia đình từng đối diện với khoảng thời gian tranh chấp với họ hàng. Ngôi nhà có giá 4 tỷ đồng và được chia cho 10 người. Nữ diễn viên mắt biếc chia sẻ trong bài phỏng vấn mới đây rằng chỉ là một ngôi nhà cấp 4 bình thường nhưng không hiểu sao họ hàng muốn bán và chia. Cô cũng cho biết hiện tại gia đình cô đã thắng kiện, vẫn giữ được ngôi nhà nhưng phải chia một nửa giá trị ngôi nhà cho họ hàng, tương đương 2 tỷ đồng. Cô chia sẻ rằng số tiền này rất lớn đối với cô nhưng để giữ lại căn nhà của ông bà thì cô chấp nhận. Tuy nhiên, lùm xùm xoay quanh Khánh Vân và họ hàng vẫn chưa dừng lại. Bởi sau bài phỏng vấn đầy nước mắt của Trà Long thì tài khoản Facebook của em họ Khánh Vân đã lên tiếng đáp trả. Người này cho biết Khánh Vân đã nói dối và tuyên bố tung bằng chứng cho thấy điều đó. Cụ thể, người này cho biết không muốn đem câu chuyện gia đình lên để nói nữa, nhưng bài phỏng vấn của Khánh Vân trước đó quá hot nên phải đính chính lại. Người này đăng tải một văn bản, trong đó có tên bố Khánh Vân, người được hưởng 5% tài sản sau khi ông bà qua đời. Tuy nhiên, trong văn bản cho thấy bố Khánh Vân đã yêu cầu được hưởng số tài sản là 10%, tương đương 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo văn bản này, giá trị của tài sản tranh chấp được định giá là 2,5 tỷ đồng thay vì 4 tỷ đồng như lời Khánh Vân nói. Từ đó, em họ Khánh Vân tố cô tham lam. Ngay sau đó, Khánh Vân có động thái đáp trả bằng việc xác nhận trên story Instagram rằng cô và gia đình đang hoàn thành thủ tục đâm đơn kiện họ hàng về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Sau diễn biến này, story chia sẻ về việc đâm đơn kiện họ hàng của Khánh Vân cũng không còn. Dường như, nữ diễn viên vẫn chưa thể chấm dứt lùm xùm đáng tiếc liên quan tới tranh chấp tài sản với người thân. Tuy nhiên, mặc kệ những thị phi, những drama liên tục nổ ra trong thời gian qua, Khánh Vân đang tận hưởng những ngày hạnh phúc bên mẹ của mình khi trở về Buôn Ma Thuột. Cách đây ít giờ, cô vừa đăng tải một loạt ảnh selfie cùng mẹ của mình. Trong ảnh, Khánh Vân và mẹ thoải mái thể hiện những biểu cảm vô cùng đáng yêu, dễ thương. Khánh Vân từng tâm sự, mình là bản sao y xì đúc của mẹ. Đến nay dù đã 26 tuổi, nhưng mẹ của Khánh Vân vẫn thường âu yếm gọi cô là công chúa. Năm 2020 đã khép lại, nhưng có vẻ vận đen vẫn còn đeo bám Khánh Vân, người đẹp nổi lên sau khi thể hiện trọn vẹn vai diễn Trà Long trong bộ phim Mắt Biếc. Sau thành công của bộ phim, Khánh Vân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Thừa thắng xông lên, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án, game show truyền hình, nổi nhất gần đây chính là Sao Nhập Ngũ. Tuy nhiên, khi mức độ quan tâm của Khánh Vân ngày càng cao thì những thị phi bổ vây cô cũng ngày một nhiều hơn. Cô liên tiếp vướng vào những lùm xùm từ thái độ tiểu thư khi tham gia chương trình thực tế, nhõng nhẽo với người đã có bồ và bị lập group anti với số lượng member cực khủng lên đến hơn 52.000 thành viên. Và người đứng sau group anti của Khánh Vân cũng chính là chị họ của cô. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!